các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách may khẩu trang bằng vải không dệt. Nguyên liệu là một mảnh vải không dệt có kích thước 25 x 25cm. Mảnh vải này rất là dai các bạn ạ. Nguyên liệu thứ hai là một sợi dây điện có lõi làm nẹp. Tiếp theo là hai sợi dây chun có kích thước 16cm. Dụng cụ cần thiết để làm đó là một chiếc súng bắn keo. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình làm nhé.